Chụp nè. Mặt bị lần. Nè. Giới thiệu đi chứ, người quay giới thiệu chứ quay không ai biết ai là đâu. Nguyên một đống này ai cũng biết hết rồi, gì nữa. Rồi vậy thôi giới thiệu đi. Đây là gì đây? Xịt tan ta trên mạng Maria Ozawa. Đây là họ hàng với diễn viên. Giới thiệu cái đời nào bây giờ mới nói thôi. Thôi để xem đi. Và đã chiến đấu giới tính này. Mấy người Thái Lan về. Không ngờ nó là người Việt Nam đó. Mấy coi phim Maria Ozawa mà thấy giờ cũng nhìn thấy mặt mẹ. Ủa mà phim đó là phim gì? Phim set. Mày đang hỏi phim gì? Ở trên lớp có quà. Mày ra nè, quay đi. Quá. Wow. Anh tin em tháo gì ra cho anh một cái thiệt không? Quay Mày ra nè. Đây là người Maya. Thầy nói tên cũ là gì? Hả? Hả? Rồi, biết rồi. Thằng phất nó mù quanh ấy hả? Bỏ thằng này nó mù quanh. Thằng này phất này nó mù quanh. Sao nó đúng không? Mày ăn hành của mình đi. Hả? Ăn hành của mình đi.